nỗ lực, thì cái bản chất của mình ở chỗ nào trong trường hợp đó. Rồi vấn đề tiếp theo nữa là vấn đề trang phục của người phục vụ. Bây giờ mình lấy cái bó phục mà mình mặc để mình phục vụ thì nó có đúng trường hợp hay không? Còn nếu mình lấy áo dài thì áo dài nào? Nữ mặc áo dài gì? Nam ta phục ra làm sao? Đi guốc hay là đi dài? Thì nó mới ra cái bản sắc của người Việt Nam. Đó là tôi định có thêm cái tiện cận của tôi, thì tôi nói là như điều đó. Và mong tất cả các quý vị có mặt hôm nay là góp ý thêm. Và cuối cùng, trong ăn mà chúng ta không đề cập tới uống là một cái điều cũng thiếu sót vô cùng. Như này giáo sư Trần Hồng Kê có trình bày là người Pháp có khỏi ăn rất là quan trọng. Đúng như vậy. Bởi vì khi mà ta, trước khi mà theo tôi biết đó, thì trong cái cách ăn của người Việt Nam họ có một cái món ăn là món sọt bê. Là khi trước khi mình chuyển qua ăn con béo mình ăn món đó để cho nó tẩy những các cái ngay béo đi, rồi người ta có thể ăn tiếp tục cái món ta người ta không ngán, thì họ ăn rất là khoa học. Còn cái người Việt mình á thì trong ăn uống á thì còn người Trung Quốc thì xin phép được trở lại người Trung Quốc, thì theo tôi biết á, tôi đọc tài liệu thì thời mình từ khi thế hậu á có chiêu đãi một bữa tiệc của tám nước, mà cái tình thế Trung Quốc lúc bây giờ đó, nó bị sâu xé giống như là cái chuông treo sợi chỉ đó, thì bà Từ Hy này đó, bà biết lúc đó không thể nào dùng cái quân sự mà thắng các nước đó được, bà đã bèn đi qua bằng con đường ngoại giao, bằng cách là tổ chức một với cái yến tiệc để chiêu đãi bác gốc đó, thì thông qua cái yến tiệc đó để mà chinh phục tình cảm của họ. Thì để làm được bữa tiệc này thì bà Từ Hy Thái Hậu lúc bây giờ đó, bạn mới nhờ thấy đúng lúc đó là Lý Hồng Chương tìm tất cả những đầu bếp giỏi khắp nước Trung Quốc về để chọn ra một cái thực đơn và là để chiêu đãi có khách lúc đó. Thì cuối cùng chọn được 140 món, chia ra mỗi một ngày là 20 món, đãi từ cái đêm từ tịch là cái đêm giao thừa cho tới mùng 7 Tết. Thì để cho thực khách mà ăn ngon và tiêu hóa không thấy mệt mỏi trong lúc ăn uống đó, thì người Trung Quốc đó, họ có những cái loại rượu là loại rượu tiêu cực, rượu thuốc bổ rất là ngon và uống làm cho người ta dễ tiêu hóa. Cho nên là trong cái ăn của họ, họ có kèm theo cái uống. Còn Việt Nam chúng ta đó, bây giờ điểm lại cái uống đó, thì chúng ta thống kê lại thì không bao nhiêu hết. Cho nên cái vấn đề nghiên cứu cái uống trong ăn uống của người Việt Nam mà cũng là một cái vấn đề chúng ta nên tìm hiểu thêm, để làm sao mà chúng ta hài hòa những cái ăn cái uống để lấy ra một cái riêng gọi là cái bản sắc của người Việt Nam mình. Chúng tôi xin hết. Rất là ngon. Tại sao ta không có nghiên cứu để mà thay vì nhận cái việc mà làm việc thay vì. Ngoài ra thì chúng ta có rất nhiều những cái loại kiểu thuốc. Chúng ta phải nghiên cứu cái kiểu thuốc này và từng lần ăn rồi. Thì đó là một vấn đề chúng ta có thể nghiên cứu. Các bạn muốn ăn trên bàn. Các bạn mình muốn ăn trên bàn. Để mình bắt chước ông Tây, ông Mỹ hay là ông Na, ông gì đó. Vấn đề là mình ăn, mình ngồi ăn như thế nào cho nó thoải mái và cho tiêu hóa. Tôi có thể ngồi ăn ở ngoài đường, người thắt cái bụng như vậy, vừa nhậu và người mới ngồi như thế để ăn về và đau. Thì chúng ta nói như vậy để tôi xin phép được không đồng ý với anh bạn ở hồi nãy giới thiệu đó. Và tôi cho rằng cái việc ăn uống là mình phải ngồi ăn như thế nào cho nó vừa phải, cho nó phù hợp với cái bối cảnh của mình là hay nhất. Riêng về việc uống, anh nói là nếu mà nói chuyện ăn mà không nói chuyện uống thì nó thiếu sót. Đúng. Với Việt Nam mình uống, nước Việt Nam mình bị đồ hồ bởi Tây, bởi Tàu. Cho nên vừa có nước trà u long, hay là trà xanh, hay là trà gì đó. Và vừa có rượu chát, vừa có bia. Cho nên cái việc uống ở
Việt Nam của chúng ta nó phối hợp được ở ba cái nền văn hóa khác nhau. Tôi trở lại cái điểm hồi nãy của giáo sư Thiên nói, ở trong một cái buổi ăn cơm ở restaurant gastronomic mà giáo sư Thiên có nói tới cái điểm là một cái mì đồ họ uống Coca-Cola khi vào cái tiệm đó. Tôi cho người Mỹ họ cũng có lý, khi họ vào ăn cái con cookie xinh xắc gì đó thì họ đồ họ uống cái lon Coca, nó cũng có lý, là vì Coca-Cola là một cái sản phẩm mà không có phương thức thị trường, nghĩa là một cái lon Coca mọi người đều uống được. Còn cái đường cát đồng ý cái đang của Tây rất là sang trọng, rất là nghiên cứu đủ thứ hết, nhưng mà có người uống rượu không được, có người uống thì mặt nó tái, có người mặt nó rộng. Cho nên cái lon Coca mọi người đều uống, từ ông già 90 tuổi cho tới đứa nhỏ. Cho nên ở bên nước Mỹ là một cái thật Trung Quốc, là một cái nước mà tất cả mọi người đều tới đó ở được, thì mỗi người một cái gu khác nhau, cái tây khác nhau. Cái điều đó nói lên cái gì? Phải là một cái chất, một cái nước mà mọi người đều phải uống được. Dĩ nhiên ở trong đó có vấn đề lợi nhuận ở trong đó. Vậy thì cái lon Coca nó có cái hay của nó là có cái điều kiện ăn vô và thông tin dễ tiêu hóa dễ. Tôi không dám nói tới những cái chai rượu đắt tiền vân vân, tôi không dám. Nhưng mà tôi thấy lon Coca thứ nhất là nó rẻ tiền, và nước Mỹ là một nước không có văn hóa. Vì đây là một hợp Trung Quốc và nước Mỹ không có bộ văn hóa, cho nên cái việc uống nó cũng không nói lên được, cái lon Coca không nói lên được một cái văn hóa nào hết. Nhưng nó họ mặc được tất cả mọi người, từ ông già cho tới đứa nhỏ. Cho nên tôi xin phép đọc email giáo sư kia ở đó, nếu tôi có nói cái gì mà nó hơi quá thì xin giáo sư bỏ qua cho. Nhưng mà đây là một thực tế, thực tế chứ không phải người Mỹ họ không biết uống, không phải. Đó. Và tôi xin đọc ý với anh Hoàng là tôi nghĩ rằng nếu mà người Việt Nam thì chúng ta cũng có cái cách ăn uống của mình, nước uống của mình cũng đa dạng lắm. Và bây giờ cũng có Lavi, cũng có Sapiwa, vân vân, cũng có nước lạnh. Và tôi thấy về phương diện y khoa, thưa giáo sư Hy, thì tôi nghĩ rằng nước lạnh, cái nước mà nước suối thiên nhiên đó, là nước chữa tỏa bệnh. Bằng chứng là trong y khoa, người ta nói là buổi sáng ngủ dậy uống một ly nước lạnh là tốt cho vấn đề sức khỏe. Không biết thưa giáo sư có tạm dạy không ạ? Dạ, tôi xin cảm ơn các bạn thầy. Một đứa đũa, mỗi người nhúng cho phát canh. Đối với tôi phát canh hiện. Tất nhiên tôi không có giao du nhiều, tôi biết cái cách tính chất ăn làm thế nào cùng trong vợ chồng thôi, cũng không nên nằm chung một đồ đũa, đứng chỉ là khách nước. Thì cái đó tôi đề nghị giáo sư giải trình chúng tôi. Cách đây cũng hơn 30 năm đó, tôi có hội thảo, một cái hội thảo về phủ xâm Triều Tiên. Trong cuộc nghiên cứu chưa đạt tiền thì có một vị bác sĩ Triều Tiên, họ nói phủ xâm hết sức thần thánh. Họ nói phủ xâm đến cái mức mà có một vị khách đứng lên nói rằng ở bên nước Anh không có bệnh viện, bởi vì nó bổ quá, thì có thể là ngang trước bệnh. Phủ xâm nó bổ thượng vàng hạ cám từ chân cái răng. Thì hỏi ông bác sĩ đó, hỏi ông cái diễn giả đó, vậy thì bên Triều Tiên không có bệnh viện. Nhưng nói phủ xâm thần được như vậy là cái đấy phủ xâm. Thứ hai là họ nói mình đá đông ăn á, cái xứ nào cũng ăn mặn gạo á, là cái nước nghèo. Hai vấn đề tới nay tôi có tâm đắc. Anh điểm danh lên đi. Nước vĩ đại nhất cuộc cái khối sau chủ nghĩa của các anh đó là Trung Quốc. Rồi một tí thôi, cũng vẫn là nước nghèo. Ấn Độ rồi 400 triệu người vẫn là nước nghèo. Cái nước nào ăn gạo nghèo thì tất cả là sinh người ta để mình chịu. Cái việc địa dưới, cái thổ nhưỡng, cái đất phân chia vậy là một cuộc tranh chịu. Thì mình có cái lợi thế của mình là cái đó. Như giáo sư Trần Thế nói, cái bột tôi đồng ý. Nhưng mà tôi thấy là cái ưu việt của quốc tế ăn này, bánh mì là xin lỗi các bạn giáo sư, có lúc tôi về nước tôi họp hè, tôi không ăn cơm mấy bạn cái bình sao mình không ăn cơm, ăn thức bánh mì không quen, dị ứng bánh mì sao không bánh mì ăn không được. Nhưng dần dà bây giờ mình ăn bánh mì không ngon bằng cơm, nhưng dần dà thông thổ cái tập quán, cái bản sắc dân tộc của mình gợi lên cái gì. Tôi nhớ lúc ở nước ngoài theo một câu hỏi cũng làm sao các bạn nhỏ nhỏ đó, sinh viên nó lại lấy bánh tráng của mình á, sắc 3-4 cái lại nhúng vào nước, sắc không thì thời sợ làm thở. Nhớ quy hương là gợi lấy nhớ quy hương.
giáo sư nói tôi đồng ý. Chứ còn bây giờ nói mình nếu tôi về đây tôi đi lên Cô Chi, tôi đến chỗ công nghiệp làm bánh tráng, thế sao bánh tráng mình mất sinh nói? Bởi vì bánh tráng hơi rải tất cả dọc đường, rải tất cả dọc đường, rồi xe hơi chạy một cái hàng triệu triệu chiếc nó rồi. Tôi từ đó giờ tôi kỵ bánh tráng, chỉ cần chạy giò nó ăn thì cuốn chiên đánh ơn cái cao cấp nhiệt độ lên mất hết không gì tôi dám hỏi rồi ăn. Còn tôi thấy bánh tráng cũng ghê, cái ẩm thực của mình đó là ngon gì ngon gì nên có gì nặng gì vốn cổ dân tộc như là âm nhạc tôi đã nghe giáo sư nói rất nhiều, mà tôi có những cái khi nào thì đã trao đổi một số vấn đề về vốn cổ dân tộc của mình, những cái bài sáu phần cổ của Sĩ Lộc, của nghệ sĩ Sĩ Lộc, mà cái con người lớn nhất của ông hiện nay còn sống đây, tôi đã nói với ông mấy cái ông cũng rất đồng ý. Khi nào có việc nào tôi gặp giáo sư thì trình bày lại cái việc cái nhạc cổ vốn cổ 6 năm phải bắt như thế nào, tôi nói lại để cho cái nền văn hóa làm sao phát triển được. Tôi tin chắc đây này, chừng không biết bao lâu, chừng năm 3000 đi nữa, chỉ cái vòng cổ là ngày càng gần như không biết được. Lớp trẻ nó lên là nó thảm hết ra. Mà mình nặng gì có đó quá. Bây giờ tôi thấy là có những em bé đi theo mẹ, theo cha đi, tôi cứ mặc áo dài cái nóng, tôi không chịu. Không phải vòng cổ dân tộc, chỗ truyền đạt cho những vị trí. Em bé có thể 60 tuổi, mặc khăn đóng, mặc áo dài. Tôi mấy cái cháu tôi thôi đừng có cho mặt cái đó, bởi cái đó không phù hợp với lứa tuổi như vậy, mặt thằng đóng nhau vậy không hợp. Cho nên cái trong chiến chúc tết hiện nay rất nhiều cái đó là được, nó ngộ nghĩnh người ta mua chúc tết cho tôi là không mua như thế nào, nó ngộ. Chứ còn mà thực tế mà em bé mà áo dài đóng tôi không chịu, tôi về tôi thấy nó khó chịu quá. Những cái đó có phải là vì quá nặng gì phục hồi vốn cổ dân tộc ở đấy. Tôi đã góp ý với đồng chí tổng cục trưởng du lịch, ổng cũng rất tâm đắc. Hiện nay là chỉ thế bảo vệ ở đấy khách sạn không mặc rồi, chỉ khu cung đình được, cái khu phạm vi chiêu đãi cung đình cái chỗ đó, bên hông của đấy thì phải cho được, còn đứng đại trà chứ mà được, mà tây u đi ngang thấy mặc cái kiểu gì tôi không hình dung được, mặc tức là không có triều đình nào tôi cũng chưa thấy triều đình nào mặc kỳ quái như vậy. Không phải khăn đóng thì còn phải khăn đóng, mà áo dài cũng không phải áo dài, mà áo ba mét của miền Trung cũng không phải, mà cái gì đó có kỳ quái quá. Tôi hình tượng một cái hình dung không hay. Phục hồi tôi đồng ý để làm gì, để mình nhớ lại đất nước mình ăn cái gì, mình nghiền ngẫm ở ông cha là vậy. Người ta nói đây ông bà lúc đó có mấy cái vấn đề tôi tâm đắc bây giờ nè, miếng ăn là miếng tội tàn, suy nghĩ suy gẫm chứ thì ăn phải cẩn thận, ngồi có hướng như bác như giáo sư nói rồi vậy. Thứ hai đó bây giờ mình nói cái ăn cái thời buổi kinh tế nó xâm nhập, bây giờ mình khép cửa không được. Nói như cái ông bạn trẻ này, tôi thấy con có những cái cũng hay, nhưng mà hội thảo ông đó nói cũng hay đấy, bạn nói rất hay. Tôi cho rằng mỗi nước có vị khác nhau, chứ tôi sao kia tôi ăn thấy là chứ mình ăn mình không biết cầu kỳ quá, không biết cái công nghiệp của mình ăn tới đây thế nào, không biết người đàn bà vô nếp không cho phóng được, không cho phóng được. Đến nay người đàn bà phụ thuộc tất cả nước này, cho nên cực khổ quá, làm sao món ăn làm thế nào, ăn dân tộc đậm đà ngon ngon. Ngày hôm qua thì tôi ăn món ăn rất lạ, không lạ đâu, nhưng mà nó lạ là cái dồi trường hấp gừng và chấm với mắm tôm là cái món lạ. Lại tôi lâu nay ăn dồi trường luộc thôi, hấp thôi, còn không có hấp gừng, gừng sợi rất nhiều, sợi rất nhiều nhé. Chứ còn giáo sư có nói là ăn của Tàu đó, thì không nghe. Tôi thấy dân gian Việt Nam có hay nói là ăn thì nhất Tàu gì đây, ngủ nhà Tây vậy là đại khái là lấy vợ nhập chị đại khái những câu mà dân giả họ nói đó. Thì ăn Tàu là ăn ngon chứ, bởi vì ăn Tàu nó có học cũng có học đó. Thì tôi cũng có thể dự cái đại lý đường của Bắc Kinh, một cái tiệc rất họ dọn cũng dân chủ như mình, không kém phần người thiếu dân chủ đại trà, nhưng mà nó điều tiết hít mở trong nghe món ăn. Nếu ta ăn khéo ăn, cái người ăn mà biết khéo ăn á, dù rằng dân chủ đại trà không biết ăn á, thì cũng không thể là mà no bụng, cũng có thể là bị đi ngoài được. Họ ăn có điều tiết, những cái món nhiều nó kèm theo những điều tiết là chua cay cay cái cay gì đó, nó điều tiết lại cho món ăn trước. Cái món đi trước món đi sau, mặc dầu để vậy á ăn là có ý thức. Nên chúng tôi thì lúc đi không biết ăn sao, cứ thấy ăn sao ăn vậy rất là hợp, cứ ngồi chăm chăm mình gấp, họ gấp cái gì trước còn gấp gì sau, trình tự thế mình thấy dần dần học tập được. Muốn ăn thì tôi nghĩ không phải lấy mà ăn sao cũng rất là ngon. Mà ăn Tây tôi đồng ý với các bạn trẻ nói đó, tôi thấy là nói như vậy á, hồi xưa tôi cũng nhỏ con đâu có lớn, mà ăn Tây ăn hết gì nào mình ăn gì hết gì đấy. Việt Nam thì ăn một người
mình ngồi mình về nghĩ tại sao dọn cải trà hết, nhưng nó không có học từ cái loại rượu từng ứng dụng như từ loại thịt triệt tiêu ngay trong dạ dày rồi, nó là trung hòa ngay trong dạ dày rồi. Gần đây á, bác sĩ Bùi Quốc Châu có tặng cho bà xã tôi Bùi Quốc Châu đó về chẩn đoán như bệnh theo cái kiểu mà y học á, thì tôi biết bác sĩ câu này chai nước lạnh trong tủ lạnh là chai thuốc độc, tôi không chịu. Tôi nói vợ tôi là gặp bác sĩ Châu, tôi nói cái đó không phải, cái phục hồi thì phục hồi, cái nó đâu qua đó cái gì tay tôi nước lạnh để trong tủ lạnh lạnh trên nước độc là không được. Cũng như đi thăm bệnh nhân mà đưa can là giết bệnh nhân, rồi cái đó không hề quá đáng. Thì can hàng gì có nhiệt cái bưởi riêu gì đó nói thì rất là hay, nhưng mà khẳng định chỉ khẳng định đó là kết luận những cái đó là chai thuốc độc, những cái đó không nên không nên quá đáng. Trong những sách của Quốc Châu tôi xem, tôi nói nào được sự gặp tôi trao đổi nên nói thế nào cho nó vừa phải có liều lượng. Còn hôm nay thì nhân tiện đây thì tôi xin là giáo sư làm sao giải tỏa cho tôi ăn đũa Việt Nam có khoa học không và có mất vệ sinh không, mà chừng nào mà khắc phục được đó cho con cháu mình thì tương lai thế hệ trẻ ra sao tính việc ăn của Việt Nam. Chứ còn bây giờ nói soi nước này nước khác thì khó đó, là mình hơn người ta lắm. Nước đời có vị trí khác nhau, nó có địa hình địa lợi khác nhau, có thời tiết của họ khác nhau, buộc phải ăn như vậy không thể nào kém được. Thời gian thì bây giờ là 11 giờ 20 thì trong cái chương trình của ta tính bây giờ thì cũng là quá chứ. Nhưng mà đối với lại góc độ của công ty Thịnh Kỳ Hòa thì chúng tôi cũng muốn nhân cái hội thảo này, chúng tôi xin phép có một vài cái ý kiến và trong đó thì chắc có lẽ là đề xuất để quý vị có điều kiện cùng tham gia với lại Kỳ Hòa trong một số cái phương hướng sắp tới. Từ sáng bây giờ thì chúng ta nói rất nhiều về chủ nghĩa bản thân. Tuy nhiên trong cái quá trình mà chúng tôi tổ chức hội chợ và chúng tôi làm những cái tuần lễ về lễ hội về ẩm thực đó, thì chúng tôi thấy rằng nó diễn biến và có những cái mà chúng ta cần phải có những cái kinh nghiệm. Ví dụ như doanh thu của Kỳ Hòa chúng tôi đó, nếu nói về doanh thu lớn nhất là chúng tôi doanh thu về tiền túi. Nhưng trong cái buổi mà hội thảo ngày hôm nay chúng ta nói tới cái thực đơn và buổi tiệc và thực đơn trong cái yến tiệc, trong cái phục vụ tiệc cưới cũng như là phục vụ yến tiệc, thì chúng ta lại thiếu đi sâu vào một số những cái món mà nó mang cái tính mà truyền thống của Việt Nam. Thì thực sự ra cái cơ cấu mà thực đơn tiệc hiện nay đó, mình thấy là chỉ 1/3 là món Việt thôi, còn 2/3 là món Hoa. Chắc chắn rằng các đồng nghiệp mà ở các nhà hàng khác mà nếu trong thực đơn của tiệc cưới chắc chắn nó sẽ diễn ra. Do đó bây giờ mình ngồi mình tìm lại, mình phải thống lại những cái món ăn truyền thống của món Việt mình á là những cái thực đơn gì, thì đó cũng là một cái công trình. Chúng tôi nghĩ rằng vì sao là vì mỗi bếp mỗi nhà hàng đều có một cái trình độ tay nghề và đều có một số các thực đơn khác nhau, nhưng cái tổng hợp lại để nó trở thành những cái thực đơn mà phục vụ tiền cho cái món ăn mà Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta thiếu cái người tổng hợp lại để cho cái món ăn chúng ta nó phong phú hơn. Cái đó là cái mà chúng tôi thấy rằng trong thời gian vừa qua chúng ta thiếu. Riêng về cái tuần lễ mà ẩm thực trong lần này đó, thì chúng tôi ngoài cái 100 gian hàng, chúng tôi có tổ chức cái tuần lễ ẩm thực của Kỳ Hoàng. Trong đó chúng tôi khai mạc từ ngày 5 và sẽ kết thúc vào ngày 11. Mỗi một ngày như thế là chúng tôi là làm 60 món và nhiều bếp khác nhau. Ví dụ như bếp của Kỳ Hòa 1, bếp của Kỳ Hòa 2, bếp của khách sạn Hoa Hồng và cái nhà hàng Hoa Hồng và bếp của làng ăn uống Kỳ Hòa. Và chúng tôi cũng muốn rằng qua cái này đó là mỗi bếp đó là sẽ có những cái gì phong phú của mình, cái tay nghề của mình đưa ra. Là vì trong thực đơn mà tiệc cưới, ví dụ như gói ghế cái tiệc này thì 5 món, tiệc kia 7 món, nó cũng chưa có làm cho quần chúng người ta thấy hết cái tính phong phú của một cái thực đơn của mình. Như vậy là ngày hôm nay chúng tôi triển lãm là 60 món, thì chắc có thể là thêm 60 món đó để họ tổng hợp rằng là tất cả những cái thực đơn của nhà hàng chúng tôi đó là những món gì. Ngày đầu chúng tôi khai trương á, thì khoảng chừng 100 đến 200 khách quan tâm. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó là mỗi đêm khoảng 300 tới 350. Vậy là khách vào cái tiệc buffet như thế là tôi nghĩ là từ 350 tới 400 khách thì đã thể hiện được cái sự quan tâm của khách. Ngoài cái chương trình mà chúng tôi giới thiệu món ăn thì chúng tôi còn giới thiệu cái chiêu khách đá, tỉa củ,
rồi cái biểu diễn bắt bánh kem, và đồng thời là trong ngày 10, 11 thì đầu bếp đó còn biểu diễn cái chiên xào mà tung thính, thì nó tạo nhiều cái loại hình để cho khách là có cái thưởng thức. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái buổi hội thảo hôm nay là một cái bước một cho trong cái chương trình sắp tới mà giữa Kỳ Hòa, Đại học Hùng Vương và các đồng nghiệp khác có cái điểm giao lưu, và chúng tôi cũng muốn rằng thông qua đó là các bạn sẽ cùng với Kỳ Hòa xây dựng cho mình có một cái thực đơn tiền tương đối với phong phú hơn. Còn cái chất lượng như thế nào đó thì nó còn tùy thuộc vào cái quản lý của từng nhà hàng, tùy thuộc vào trình độ tay nghề kỹ thuật của từng bếp, thì đó là cái quá trình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các hệ thống lại thì trách nhiệm chúng ta có cái trách nhiệm hệ thống tại Việt Nam, đó là cái thứ nhất mà chúng tôi có kiến nghị. Và một cái điểm mà chúng tôi hết sức là tâm đắc là trong cái lễ hội lần này chúng tôi kết hợp với đại trường Đại học Hùng Vương, và thông qua các em sinh viên tổ chức những cái gánh hàng rong và những cái ga hàng rong. Thực sự ra về cái tay nghề kỹ thuật, có lẽ là trong cái bước đầu đó là các em nó cũng chưa giỏi bằng những đầu bếp chính đó. Tại vì chút xíu rồi quý vị đi tham quan, quý vị sẽ thấy những cái món ăn hết sức là đơn giản, hết sức là bình dân, nhưng nó tạo một cái tiếng vang rất lớn. Là vì sao? Ngày hôm qua là một số cái tiểu thương mà của chợ đó mà chuyên bán hàng ăn, người ta nói đến để coi cái sinh viên này nó nấu như thế nào. Vì thực sự ra họ rất là quan tâm. Họ quan tâm ở đây không phải là vì cái tay nghề của mấy em là họ thử coi có bằng họ hay không, nhưng mà họ đến để coi cho sinh viên nó làm như thế nào, chất lượng nó ra làm sao, và có cái gì mà sơ sót á là họ tha thứ hết. Thì thực sự tôi xuống tôi ăn nhiều món mà các em làm á, nếu so với chợ là rất là kém, nhưng mà các anh họ không phiền gì hết, là vì họ biết à đây là sinh viên nó nấu, do đó họ rất là tha thứ. Và chúng tôi cũng mới nói nhanh nhã là thông qua cái này các em nó sẽ trưởng thành hơn, tại vì các em nó cũng sẽ ra cái khuyến mặt, nó đi khuyến mãi rất là tốt, đi chào ký túc xá này, đi chào trường đại học kia, rồi bản thân sẽ đi học làm món này, đi học làm món kia. Do đó nó tạo ra một cái tính mà cho sinh viên, tôi nghĩ rằng thông qua cái này rất là trưởng thành. Và chúng tôi nói rằng nếu mà sau này chúng ta làm tiếp thì các em sẽ yếu điểm nào đó mình cử nghiệp vụ về kỹ thuật đó, nó hướng dẫn cho, ví dụ như cuốn gọi cuốn như thế nào cho nó tốt nhất, cuốn như thế nào cho tốt nhất, để nâng cao cái chất lượng của các em nó phục vụ cái càng ngày càng cao hơn. Do đó thì tôi nghĩ rằng thời gian của chúng ta có giới hạn, nhưng tôi hy vọng rằng nếu như mà trong cái điều kiện mà các bạn có thời gian thì chúng tôi cũng muốn là các bạn sẽ đến thăm viếng làng ăn uống Kỳ Hòa, đồng thời cũng thăm viếng một số các cái gánh hàng rong của các em. Và tôi hy vọng rằng với cái tình cảm hết sức là quý báu, chúng tôi cũng muốn rằng nghe các bạn đóng góp ý kiến cho Kỳ Hòa để Kỳ Hòa tổ chức ngày phong phú hơn. Và nếu trong cái dịp tới khoảng tháng 6 chúng tôi tổ chức tiếp cái hội chợ và cái tuần lễ ẩm thực nữa, mà nếu có các bạn nào, có đồng nghiệp nào nghĩ rằng mình có thể đóng góp được và cùng chúng tôi tổ chức để cho nó càng ngày nó càng đạt chất lượng cao hơn thì chúng tôi rất là quan tâm. Thế thì hôm nay như cái buổi hội thảo này chúng tôi thay mặt cho đơn vị xin cảm ơn các anh chị. Thì thật ra là không phải là cái anh người Pháp có họ chê Coca-Cola uống không ngon, thế nhưng mà ví dụ như ăn sushi Nhật Bản mà uống rượu chắc chắc đỏ là không được, uống sushi Nhật Bản phải uống sake. Thì ăn cái món đó nó đối với trong gia đình của họ, họ nấu từ bao nhiêu lâu, phải uống cái rượu gì. Còn nếu muốn uống Coca-Cola thì có brasserie, tha hồ muốn uống bao nhiêu cũng được. Nhưng mà vào cái thứ chất, cái tuần chất Colombic thì ta có cái truyền thống, cho nên vì vậy mà hãy mà xin đòi uống Coca-Cola thì ta mời đi ra ngoài. Thì điều thứ gì, nói chuyện về ăn uống mà sọc về để thay đổi cái đó thì cũng có là có lý, bởi vì mỗi một dân tộc cũng có một cách. Khi chúng tôi đi qua bên Ấn Độ mà ăn curry thịt dê mà ăn hết rất là lợi dụng, ăn xong rồi thì mấy người tổ chức họ mời tôi ăn một miếng trầu, mà rồi ăn miếng trầu rồi tôi hỏi chứ cái cổ trầu mà nhổ ở đâu, họ nói quá cổ trầu phải nuốt hết là bởi tại sao, bởi vì cái trầu đó với cao đó nó làm cho tiêu hóa được cái đó, thì là có mỗi một dân tộc nó có một cách khác. Cái thứ ba là về từ khi thái hậu, từ khi thái hậu là khi tôi đến Tây An Siam đó thì có một cái tiệm ăn nó chuyên môn nấu về là tất cả hoành thánh, là có 25 thức hoành thánh khác nhau, và thứ cuối cùng là hoành thánh của từ khi thái hậu. Thì biểu diễn thì coi rất ghê hồn, đem ra một cái lò lửa than để trên cái nồi đồng, lửa than bắt lên lửa nồi đồng có cái ngọn lửa màu xanh,
rồi thì là cho bao nhiêu thứ nước vào, thứ rau vào, tới cuối cùng lại là thì có một cái phần thánh đó là một cái viên tròn tròn như là hạt ngọc trai, như hạt ngọc giống như hạt ngọc bẹt rồi là ngọc trai đó, thì hỏi ra đó là một viên thịt gà rất nhỏ, rất kỹ, bao màng lớp bột nhỏ mà cho nấu phần nửa của đường nấu chín, để lúc đó khi đã bước vào phương tiện tắt đèn hết rồi thì nấu trong 45 giây. Thì cái đó là một cách kiểu cách giới thiệu của từ Thiên Thái Hậu, cũng có nhiều người lắm. Nói chuyện gì Trung Quốc thì thật ra Trung Quốc chúng ta ăn là giống nhau nhiều lắm, cũng giống như nhạc Trung Quốc, vì nhạc chúng ta tuy là cùng một cái hệ thống nhưng mà nó có cái khác nhau gì trong chi tiết. Vì vậy mà khi chúng tôi nói chuyện đó không phải nói ai hơn ai, mà chúng tôi bị tại người ta hỏi Việt Nam và Trung Quốc nó khác nhau như thế nào, thì tôi đưa cái chuyện khác nhau chứ không phải nói khác nhau là mình hơn người ta. Một cái khác nữa là chuyện về áo dài, thì cái áo dài nó cũng tùy theo chỗ. Ví dụ như bây giờ áo dài mà đi ra là đợt nhạc giao hướng là tặc, áo dài mà cho hát pop là tặc, áo dài cho hát ra là tặc, nhưng mà quan họ cũng có áo dài là không được. Thì chẳng hạn như áo dài nó phải tùy theo cái nghệ thuật biểu diễn, tùy theo cái bộ môn biểu diễn. Rồi ngoài ra đó thì là nó có những câu là thì như các bạn đưa ra đó là miếng ăn là miếng tồi tàn. Thì chẳng hạn như bây giờ nếu mình muốn lựa ra thì được, thì tại sao lại có cái chữ dí được vi thiên, tại sao là không có thực với vực được đạo, thì là tự nhiên trong âm nhạc cũng vậy, có nhiều âm nhạc có nói rằng âm nhạc là một sướng ca vô loại, có người nói là nam đa kỳ tắc suy, nữ đa kỳ tắc dâm, nhưng mà đâu phải cái câu những câu nói như vậy tức là đúng cho cái chuyện cho chúng ta. Vì thế cho nên đó, mỗi khi mình đưa ra một câu đó là tùy theo cái vị trí, tùy theo cái hiểu của mình, rồi thì ý muốn mình đưa ra thì nó có cái tốt, nó có cái xấu. Đồng thời cuối cùng là tôi xin đồng ý với bác sĩ Mujahi là khi mình đãi khách không phải là mình lo cho mình mà mình lo cho khách. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có nhiều món ngon mà khi chúng ta đãi khách chúng ta nghĩ rằng mắm kho chúng ta ngon nhất, đem ra mắm kho đãi khách thì nhìn chết một cửa, không thể nào không ai mắm già rau được. Thì là những cái món mà lựa, những món chẳng hạn như bình thường như là chả giò, như gỏi cuốn, thì điều đó là mình nghĩ cho cái người khách ăn hơn là mình nghĩ cho mình ăn. Nhưng mà không phải nghĩ cho người khách ăn mà mình cho họ ăn miếng bít tết, mình cho họ ăn miếng người ta đã quen, lấy cái chuyện của chúng ta và làm sao cho để cho cái người khách thưởng thức được cái món ăn chúng ta, lần lần đi quen tới cái chỗ món tinh vi hơn. Xin cảm ơn. Như thế là chúng ta đã nghe 4 bản báo cáo, và mỗi bản báo cáo có một đề tài riêng và nó có kết luận, nó có đề nghị. Vậy chúng ta đã nghe cái đề tài thứ nhất là nguyên tắc cơ bản của một bữa tiệc đám cưới hoặc là yến tiệc đại khách của nước Việt Nam là dựa trên những nguyên tắc này. Nó gần như là nguyên tắc chỉ đạo và cơ sở để sau này chúng ta nghiên cứu cái đất nước. Nhưng mà thực ra đó, đặt vấn đề nguyên tắc rất khó trong hành hội. Nguyên tắc trong một nước sống đã khó rồi, nguyên tắc trong một cái muốn là càng khó nữa. Bởi vì là dù sao chúng ta là một nước Việt Nam dài, vì đất cũng có nguyên tắc và có nhiều dân tộc. Anh đặt vấn đề nguyên tắc là đúng, nhưng mà nêu một số nguyên tắc chính như thầy Nhã nói là hợp lý chung với đất nhiên đến một nguyên tắc. Giáo sư Khê nói chúng ta về cái tính chất của một cái ăn uống của Việt Nam, và trong đó nêu được 4 vấn đề. Thứ nhất là tính chất toàn diện, thứ hai tính chất khoa học, và trong đó lấy cái âm dương của ngũ hành là chủ yếu chứ không phải khoa học gì cả. Thứ ba là trong đó có một cái rất hay là không những là chúng ta có là dân chủ, thì dân chủ chúng ta theo phải cách chứng minh, và cuối cùng là có một cái nghệ thuật ở trong đó. Thì giáo sư Khê như vậy đã tổng kết những cái nét chính và những cái tính chất đặc biệt của một cái bữa ăn của Việt Nam, để tôi xin đóng góp thêm thế này. Năm 1997 mà tôi đã trình bày hội nghị trước, tôi có đi dự cái hội nghị về Man Nhạc, tức là hội các thầy thuốc ở Đông Nam. Cái bữa tiệc cuối cùng thì đúng là bữa tiệc người ta đã thiết lập theo Thái Lan, tức là theo cái văn hóa của Thái Lan, và chúng tôi đã phải ngồi xếp bằng tròn, không cách gì khác. Mỗi một người thì trước mặt có một cái bàn con, và cứ 4 người là một, và không có bàn. Chúng tôi bắt buộc mà không sao cả, bỏ dậy ra ngồi, không thể có thể.
tôi nghĩ rằng cái ngồi nên phục hồi. Chúng ta ở nhà quê thì cứ mỗi một cỗ là tối đa là 5 người, không có chỉ 4 là than. Và chúng ta có cái mâm tròn, đấy, nó không xoay, mình nó tròn, người ngồi chỗ nào cũng có thể với được cái đó. Thế này, đây thì có cái bảng dài, bởi vì người ta đưa ra nơi người ta mời, cho nên không phải gấp gì cả, chỉ dùng bàn ra. Trung Quốc thì dùng bàn tròn, chúng ta thì dùng cái mâm tròn, đặt trên sọ, đặt trên bàn cũng được, đặt trên chiếc chiếu dài, chiếc đất cũng được, mang đi cái nào cũng được, dùng rất nhanh, gọn. Tôi thấy phục hồi được, cũng như chúng ta dự tiệc trà của người Nhật, thì người ta bắt buộc cho mình ngồi bàn tròn. Trà đạo cũng phải ngồi bàn tròn, không sao, không vấn đề, không ngại. Nhưng mà có anh em tôi nó có vấn đề cũng đúng. Nhớ tôi rằng, thì người Nhật ta dùng đũa, nhưng mà ta lộn được đâu. Khi gắp thì lộn được, khi ăn thì được. Có lẽ đây cũng là một cách là tôi đang xem. Lúc đầu thì nghe phức tạp, nhưng mà cái gì lúc đầu phức tạp rồi nó quen đi. Nói đây là trong nền văn hóa, mình bắt buộc sao lưu. Nếu có những cái hay tại sao mình có, để đặt vấn đề nếu có thể vệ sinh hơn. Và cái người khách lạ nó đang người ta không ngại được. Thế còn mình dùng cái đứa của mình ăn vào rồi, khắc trong cơ thể vào bát, người ta không nói đấy, người ta ngại. Các bạn họ đặt là vấn đề làm nào cho ăn uống nó có vệ sinh. Một cái báo cáo thứ ba là nói về cái tinh tế của các Việt Nam rất hay. Chứ anh Nhã thì nói về nguyên căn, nhưng mà nổi bật là trong Việt Nam là có những cái tinh tế gì và những tinh tế đó chúng ta nên phát triển rất tập trung. Và thì nhắc lại, chỉ nhắc lại nữa, không có văn hóa nào cao, văn hóa nào thấp, đừng có không so sánh, không bảo cái này hơn cái nào. Đôi khi nói phải là kẹt không, mỗi một dân tộc có một nhân sâu. Đây là nhân sắc của tôi. Khi bố mẹ tôi chết, tôi thiêu đó là theo cái văn hóa của tôi. Các ông trôn thì đừng bảo được là thiêu là không hay, chắc không. Cũng như khi mẹ già du mục không theo được đàn con, thì mẹ già sẵn sàng thôi treo mạ trên cây đi, rồi các con đi một kia mà. Đó là văn hóa như thế. Đừng bảo thì người ta là không có hiếu thảo. Hiếu thảo lắm chứ. Đừng so sánh. Và cuối cùng là Tăng Thiên Sơn thì nói về bản chất đặc biệt của cái sự của vua tướng rất hay. Đây là một cái di tích lịch sử, ta đi nghiên cứu kỹ càng, cố tìm hiểu, kêu gọi những nhà khoa học tìm hiểu, và khoa học là tìm hiểu, khai mạc là khổ sở, là gian truân, làm đi chứ, để phân tích xem là những cái gì như thế như nào và tìm những cái món ăn đó phải còn chứ, ta không còn. Vì đây là đất mình mà, chứ nó còn chứ. Mình bỏ quên cho tôi chứ bảo mình điều tra cho bạn làm cái đấy. Thì tôi xin mạng chắc để là trình bày ngắn gọn bốn cái đề tài văn hóa còn khoảng không có. Thì rất hay là để cho cái Kiều Ngũ Vương nhất là kết hợp với này, kỳ hòa và cả mấy cái tích mà tôi đang nên nghiên cứu và thực hiện. Những cái món ăn tôi xin nhắc lại, bình dân có, cho người có tiền có, cho người thật giàu có, cho quan khách có, cho phục vụ tất cả mọi người không chỉ là hết. Với điều kiện là vẫn nêu lên cái bản sắc dân tộc của mình, dù là ăn sắc rau muống. Cái đi rau muống cái nước chỉ có một vài màu chanh thôi, ăn ngọt vô cùng. Tại sao không khách sắc? Được chứ, bữa cơm đó có rau muống, chan nước, luộc rau muống nước tại sao? Bữa cơm đó có cải chua chấm với tương thêm một tí mỡ sao được chứ, cứ làm. Để xin kết luận thế này, và đây là cái buổi thứ hai để ta tiếp tục tương lai chắc chắn phải làm nữa, làm nhiều nữa. Và được thành công á là chính nhờ các bạn ngày hôm nay tiếp tục đóng góp chúng tôi, và nhờ những cơ sở thế này kết hợp với Trường Vương và các trường khác nữa. Tại sao chúng ta kêu gọi các trường nữa chứ? Các trường đại học khác cùng làm việc. Để gì? Để chúng ta xây dựng đúng là cái truyền thống của chúng ta và phát huy cái truyền thống văn hóa của chúng ta
ở trong đó có ăn và uống. Đúng, uống của chúng ta đấy chắc chắn là khô khan, nhưng mà rượu của chúng ta nhiều thứ lắm chứ. Chúng ta không điều tra cơ bản đấy thôi, nhiều thứ rượu lắm. Nghe này, ta làm thế nào biết là ăn món này thì uống rượu này, ăn thịt thì uống rượu gì, ăn mắm cá thì uống rượu gì? Cái gì để biết cái ăn uống của mình không những là về nguồn gốc mà trong đó có phạm và trong đó có nghệ thuật. Đó là lại ăn uống là một nhân tâm, là một đặc điểm của một thế giới, một dân tộc. Ở trong đó thể hiện cái tinh thần, cái cư xử, cái nếp suy tư của một người dân ở trong một tộc thể, mà nó còn thể hiện như gì? Là tính khoa học và cuối cùng là tính nghệ thuật. Nếu bữa ăn của mình có nghệ thuật, tạm sống phát huy nó, nó phải có khả năng được, nhưng một cái không được thì tôi xin bản phép là tạm kết luận cái buổi họp hôm nay là để nhã, để nói lời cảm ơn ban tổ chức và các vị. Thứ nhất là báo cáo cũng như là tham dự cái buổi hội thảo hôm nay, chúng tôi cũng cảm ơn ban giám đốc của công ty du lịch và thương mại Kiều Hoàng đã tạo điều kiện cho chúng tôi hôm nay có mặt ở đây. Thời gian nó cũng có hạn, cho nên là bây giờ xin mời tất cả quý vị đến thăm, đến tham quan cái khu một là cái khu gọi là cái tổ thực hành của cái nhóm nghiên cứu văn hóa ăn uống của Đại Hồ Vương. Thì đặc biệt trong đó thì chúng tôi có để cho một số các sinh viên, vì cái chỗ ở chỗ mà các em ấy nó không được thuận lợi, cho nên là chúng tôi có mời các em ấy đến cái tổ thực hành đó. Và ngoài ra thì khu sinh viên đó nó gồm có một là cái khu có cổng chào đó, thì cổng chào đó nó có cái khu bán hàng nước, rồi là em có tổ hợp nhiều những cái món ăn dân gian, trong đó có những em đầu bếp là em nam sinh viên ở An Giang giới thiệu số món ăn ở An Giang. Và đối diện cái cổng chào đó thì có một số tập thể, các em cũng có một số món ăn ngon của cái tập thể quản khoa quản lý kinh doanh. Thì xin quý vị sẽ đến cái nơi đó có các phiếu, mỗi một phiếu là 1.000 đồng, quý vị ăn 2.000 thì hai phiếu, mà ăn nhiều thì quý vị tiểu phiếu, quý vị tự thử. Chắc chắn như là chị Lý nói đó, là cái tay nghề theo không muốn cao, nhất là đầu tiên, nhưng mà cái tinh thần đó là tinh thần sinh viên của các em đó, nó thể hiện rất là tốt. Cả một cái tập thể có một tập thể gần 30 em, đầu tư mỗi một em đóng 200-300 ngàn, rồi là em có kế hoạch để mà triển khai quản lý hay là nấu nướng. Xin quý vị đến để xem các em là làm được thế nào, chắc chắn là trong tương lai các em có rất nhiều kinh nghiệm hơn, và những cái tổ chức lần sau chắc chắn tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị.